vâng, A Luân Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Vâng, thưa các bác thân mến, rất là vui em được gặp lại các bác trong clip buổi sáng hôm nay. Buổi sáng thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Và trong clip này, em xin được kính mời các bác cùng toàn thể quý anh chị em sẽ cùng đón xem cũng như là tham khảo cái ánh sáng cực đẹp của 20 chiếc đèn bạt 54 bóng 7 màu 12W đủ. Và em cũng xin được chia sẻ trong clip này, em sẽ test và gửi cho anh Thái Sang có địa chỉ tại chợ Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và cũng xin được trân trọng làm một clip để chia sẻ về cách chỉnh này, cách cài đặt cho những chiếc đèn bạt 54 bóng này, kết hợp với một chiếc bàn có tên là DMX, có mã số là 384 các bác nhá. Các bác thân mến, em xin phép là sẽ vào việc luôn. Những chiếc đèn bạt này thì hiện tại là em đang chào bán có giá là 1.600.000 đồng các bác nhá. 12W đủ các bác thân mến, 7 màu 12W đủ, 54 bóng. Và nó đủ thì nó sẽ như thế nào thì trong video này em xin được chia sẻ tới toàn thể các bác. Trước tiên em xin được chia sẻ về cách sử dụng các bác nhá. Cách sử dụng cái đã. Thì cách sử dụng thì nó có hai kiểu để cho các bác sử dụng. Một là các bác sử dụng bằng bàn các bác chỉnh đây ạ. Hai là các bác để cho nó chạy tự động các bác nhá. Thì trước tiên em sẽ chia sẻ với toàn thể các bác về cách chỉnh và để cho nó sử dụng với một chiếc bàn. Thì đây ạ, em đang có một chiếc bàn có mã số là 384B. Thì các bác thân mến, chiếc bàn này với chiếc bàn 512 thì nó cũng là một các bác nhá. Nó là một chứ nó không khác nhau nhiều. Chỉ có điều là chiếc bàn 384 này nó có là nhiều nó có nhiều cần chỉnh hơn các bác nhá. Thì để cho các bác có thể chỉnh được cả bem ở trong cái này, đúng không ạ? Chỉnh được cả cầu moving các bác nhá. Thì quay lại việc chính, em xin được chia sẻ đó là em sẽ chỉnh riêng những chiếc đèn bạt này. Thì các bác lưu ý cái điều đầu tiên khi các bác muốn chỉnh những chiếc đèn bạt 54 bóng này thì các bác phải cắm điện và đảm bảo là tất cả các đèn đều có điện vào các bác nhá. Và cái yếu tố thứ hai đó là tất cả các đèn thì các bác lưu ý là chúng ta đều chỉnh về mã số là A001, đúng không ạ? Tất cả các bác nhá đều phải chỉnh về A001, đúng không ạ? Đấy, em xin được giới thiệu là tất cả em đều chỉnh về A001 rồi các bác nhá, tất cả rồi. Ok, và bây giờ em xin mời toàn thể các bác sẽ cùng tham khảo. Em xin được chia sẻ về cách chỉnh một chút để các bác cùng anh em có một chút ít kinh nghiệm khi chúng ta sử dụng đèn bạt nhá. Em xin phép là sẽ cho máy quay vào đây và sẽ chia sẻ về phần chỉnh bàn một chút các bác ạ. Chắc là khá rõ để cho các bác có thể nhìn và tham khảo đúng không ạ? Em xin được chia sẻ lại nhé. Chiếc bàn DMX384B này thì nó cũng tương đương với chiếc đàn bàn DMX512. Thì để đầu tiên khi các bác chỉnh thì em mong muốn là các bác sẽ làm đúng theo như em chia sẻ. Các bác thân mến, em đã kết nối phần nguồn xong và dây tín hiệu em đã kết nối vào chiếc đèn thứ nhất, đúng không ạ? Thì em xin kính mời toàn thể các bác sẽ cùng nhìn vào, đúng không ạ? Em mời các bác sẽ giữ vào nút program. Tay trái giữ hoặc tay phải giữ đều được, đúng không ạ? Giữ một ngón giữ tay các bác nhá, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ khởi động nguồn. Các bác nhìn màn hình, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ nháy 101 và nó nháy ở program. Các bác nhả tay ra, ok, đúng không ạ? Các bác lưu ý nhá, đèn program đang nháy và nó có mã số là 101. Thì cái bàn này nó giống hệt chiếc bàn 512. Thì trước khi các bác chỉnh, đúng không ạ? Các bác ấn cho em số 1, đúng không ạ? Đây, em ấn scan 1, đúng không ạ? Đèn scan nó sẽ sáng. Các bác lưu ý nhá. Và chúng ta sẽ chỉnh, có nghĩa là chỉnh để mở bóng các bác nhá. Thì nút đầu tiên, nút số 1 là nút mở bóng. Ok chưa? Tiếp theo các bác đẩy cần số 2 lên. Thì cần số 2 là gì? Cần số 2 em nói là nó là màu đỏ. Các bác nhìn nhá. Đây ạ, cần số 2 nó là màu đỏ đây ạ. Các bác nhìn đây, em đẩy màu đỏ lên. Em gạt cần số 2 xuống này, các bác nhìn này. Thì nó sẽ mất màu đỏ đi. Ok chưa? Số 2 là màu đỏ.
các bác nhìn nhá, đúng không ạ? Đỏ rực luôn. Tiếp theo, cần số 3, cần số 3 là gì ạ? Cần số 3 là cần màu xanh lá cây, em sẽ đẩy cần số 3 lên. Đấy, các bác nhìn nhá. Ok chưa? Em sẽ làm tỉ mỉ một chút để các bác của anh em tham khảo. Nếu như các bác chưa có kinh nghiệm mà chưa chỉnh được thì các bác sẽ nói là cảm ơn luôn, vì một video rất là có ý nghĩa. Còn hầu như là các bác biết chỉnh rồi đúng không ạ? Thì các bác có thể xem để tham khảo thêm thôi. Đó, chứ đừng bác nào lại mắng em bảo là tao biết rồi mày không cần phải chỉ, đúng không ạ? Ok. Tiếp theo đó là cần số 4, đúng không ạ? Là cần màu xanh nước biển. Ok. Các bác nhìn, đúng không ạ? Thì để chúng ta sẽ có những cái màu, các bác nhá, để chúng ta có những cái màu để cho nó chúng ta kết hợp với nhau thì các bác có thể trộn 3 màu, đúng không ạ? Ví dụ em đang có màu xanh nước biển. Đây nhá. Các bác nhìn này. Có thể nhìn đây cũng thấy đúng không ạ? Em muốn ra màu vàng chanh đi, đúng không ạ? Em muốn ra màu vàng chanh, em sẽ đẩy đỏ lên một tí, đúng không ạ? Đẩy thằng đỏ lên một tí này. Và đẩy thằng xanh này lên một chút và kéo thằng này xuống một chút, nó sẽ ra màu vàng vàng chanh. Đó, các bác nhìn chưa? Nó sẽ ra màu vàng chanh. Các bác thấy không ạ? Đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cần màu gì nhỉ? Chúng ta sẽ cần màu nắng đi, đúng không ạ? Em sẽ đẩy màu đỏ lên một chút này. Chúng ta sẽ kết hợp nhiều màu, đúng không ạ? Kéo màu xanh xuống một chút, kéo màu xanh xuống chút nữa, nó sẽ ra màu nắng. Đó. Ok. Các bác nhìn có giống màu nắng chưa? Màu mặt trời xuống chưa? Có thể kéo màu đỏ xuống một chút để cho nó rực rỡ, đúng không ạ? Đó. Tùy theo toàn thể các bác nhá, đúng không ạ? Tùy theo toàn thể các bác. Ok. Và các bác lưu ý này. Đó là cách để cho chúng ta cho ra những cái màu đẹp nhất. Thì các bác ơi, khi chúng ta đẩy ba cần lên thì các bác nhìn nó có một cái màu sáng rất là chói chang, đúng không các bác? Sáng rực luôn. Ok chưa? Đó là ba màu kết hợp vào với nhau các bác nhá. Và bây giờ em xin được chia sẻ tiếp số 5, đúng không ạ? Số 5 là gì các bạn? Số 5 là gì thì em xin được chia sẻ. Số 5 có nghĩa là cái cần để chúng ta đẩy cái ánh sáng sáng hơn và tối hơn các bác nhá. Đây các bác nhìn nhá, hộ em này. Cần số 5 đây nhá, cần số 5 này. Em chưa đẩy là các bác nhìn ánh sáng, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đẩy cần số 5 lên, em xin phép đẩy lên, các bác nhìn nó sáng hơn này. Ok chưa? Em kéo cần số 5 xuống này. Ok chưa? Em đẩy lên này. Ok chưa? Đó, các bác nhìn cảm nhận của em nhá. Các bác chỉ cần nhìn vào cái đít của đèn này, đúng không? Em kéo xuống này. Tối hơn này, em đẩy lên, sáng hơn này. Ok. Tiếp theo cần số 6 là gì các bác nhá? Cần số 6 là gì? Cần số 6 là cần đẩy lên cái tốc độ, có nghĩa là mình đẩy lên phần chớp và chạy chậm. Em đẩy cho các bác xem luôn nhá. Các bác nhìn này, nó chớp à? Đúng không ạ? Đó, các bác nhìn hộ em này. Đó. Chớp đúng không ạ? Hơi chật trội thì mong các bác của anh em thông cảm nhá. Đây em sẽ đẩy tầm này các bác dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Em kéo cần số 6 xuống này, đúng không ạ? Đó, thay đổi kiểu các bác nhá, thay đổi kiểu các kiểu luôn. Ok chưa? Đó, chớp đúng không ạ? Cần số 7 là gì? Cần số 7 là đổi màu các bác nhá. Đổi màu theo chế độ tự động đấy các bác ạ. Đấy, để các bác lấy cảnh. Ok, cần số 7 nhá. Các bác nhìn này. Em đẩy lên này, màu đỏ này. Nó chuyển màu này. Màu xanh này. Màu vàng lắng này. Các bác thấy ok không ạ? Thì bây giờ em xin phép được chia sẻ toàn thể các bác để cách chúng ta cài đặt em nhá. Cách chúng ta cài đặt như thế nào? Cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3, cảnh 4. Ví dụ em sẽ cài cảnh số 1 là vàng lắng. Các bác nhìn nhé, đây là màu vàng lắng. Em sẽ cài là cảnh số 1. Thì các bác lưu ý là trên chiếc bàn nó có chữ MIDI ADD, đúng không ạ? MIDI ADD, các bác ấn cho em vào nó, đúng không ạ? Đây nhá, các bác ấn cho em vào nó và các bác ấn số 1. Ok, em đã lưu được số 1 là màu vàng lắng. Bây giờ em lưu số 2 là màu đỏ. Em sẽ gạt số 7 xuống, số 5 xuống. Số 5 gạt lên cho sáng được. Số 4 xuống, số 3 xuống. Đó, em sẽ lưu màu đỏ nhé, các bác nhìn này. Lưu màu đỏ, đúng không ạ? Ở cảnh số 2, để các bác nhìn này, em chỉ gạt mỗi cần số 2 lên thôi. Số 2 là màu đỏ mà. Đó, ví dụ như vậy các bác nhé. Còn nó chọn cảnh nào là tùy toàn thể các bác. Em chọn số 2 là màu đỏ thì em xin phép này, tiếp tục lưu. Em ấn MIDI ADD, các bác nhìn rất rõ nhé. MIDI ADD, ấn giữ tay này. Và em ấn số 2, đó, nó nháy là ok. Tiếp theo em lưu cảnh số 3, đúng không ạ, là màu xanh, đúng không ạ? Ví dụ như vậy đi. Đây các bác nhìn màu xanh lá cây, các bác nhớ hộ em nhé. Đó, nếu các bác thấy cảm thấy nó thực sự hay, có ý nghĩa thì
các bác chia sẻ giúp, hoặc là các bác cảm nhận là ít có người biết được cách chỉnh thì các bác chia sẻ giúp, biết đâu lỗ là một video rất là hữu ích các bác nhá. Số 3 em sẽ lưu là màu xanh lá cây. Em tiếp tục ấn MIDI ADD, ấn giữ tay và ấn số 3. Đúng không? Nó nháy là ok. Tiếp theo số 4 em xin phép là sẽ lưu là màu xanh nước biển. Ok chưa? Màu xanh nước biển. Em sẽ ấn MIDI ADD giữ tay và ấn số 4. Ok. Số 5 em xin phép là sẽ để chế độ là chớp các bác nhá. Thì em phải đẩy số 1 này, số 2 này, số 3, số 4 lên đúng không ạ? Và số 5 em đẩy lên để lấy ánh sáng, số 6 em đẩy lên để lấy chớp này. Ok chưa? Em sẽ lấy chớp nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Là có chớp này nhá. Ok, lúc vậy em lưu số 4, bây giờ em sẽ lưu số 5 đúng không ạ? Ấn này. MIDI này, ADD này. Và ấn số 5 này. Ok. Số 6 bây giờ sẽ là màu gì các bác nhỉ? Số 6 bây giờ các bác muốn lưu là màu gì ạ? Số 6 tạm thời em sẽ lấy em sẽ gạt số 3 xuống đi. Để cho nó số 2 và số 4, vậy là nó ra cái màu hường các bác nhìn này. Các bác nhìn nó ra màu hường không ạ? Đấy. Em sẽ lưu này, M này, 6 này. Ok, vậy là đã lưu thành công. Thì báo cáo toàn thể các bác là sau khi chúng ta đã lưu thành công đúng không ạ? Thì chúng ta bắt đầu trải nghiệm và cảm nhận thôi ạ. Đúng không các bác? Như em đã vừa giới thiệu đúng không ạ? Số 1 là gì? Số 1 là màu vàng lắng. Bây giờ em sẽ ấn số 1 cho các bác xem nhá. Các bác nhìn này, em ấn số 1 này. Ok chưa ạ? Em ấn số 2 lúc vừa đó là màu đỏ đúng không ạ? Số 2 này, đúng màu đỏ chưa ạ? Số 3 lúc vừa đó là màu xanh lá cây đúng không ạ? Em ấn số 3 này. Ok chưa các bác? Số 4 lúc vừa em ấn là màu xanh nước biển đúng không ạ? Em lưu là màu xanh nước biển, ấn số 4 này. Đúng màu xanh nước biển chưa? Số 5 lúc vừa em lưu là gì nhỉ? Là chớp đúng không ạ? Số 5 đúng không ạ? Là chớp. Ok chưa các bác? Tuyệt vời. Đúng không ạ? Số 6 lúc vừa em lưu là màu gì? Đúng không ạ? Đây, màu hồng thưa các bác. Số 6 là màu hồng. Em sẽ lưu thêm một số nữa, đó là số 7 đi các bác nhá. Đó là sáng. Ánh sáng trong soi sân khấu các bác nhá. Ánh sáng trong soi sân khấu. Em sẽ ấn tiếp này. MDD như em đang như thế này thì em xin phép là không biết là em đang cầm máy này thì em sẽ ấn kiểu gì nhỉ? Thôi em xin phép toàn thể các bác dùng chân nhá. Tay không bấm được thì mình dùng chân đi. Em đã dùng chân ấn nút MDD giữ tay này. Ok, em ấn số 7 này. Ok, vậy là được. Xin lỗi toàn thể các bác bởi vì một tay cầm điện thoại rồi. Một tay thì không bấm nổi, phải có hai tay đúng không các bác, thì dùng cái chân vậy. Ok, em xin được chia sẻ lại các mẫu mà em đã lưu đúng không ạ. Thì các bác lưu ý tất cả các đèn nó chỉnh đều như nhau thôi, nó không khác nhau đâu các bác nhá. Số 1 ok chưa, số 2 màu đỏ, số 3 màu xanh lá cây, ok chưa, số 4 là màu xanh nước biển, xanh 6 các bạn, xanh 6 là xanh nước biển đúng không ạ. Số 5 chớp. Đấy, số 6 màu hồng. Ui giời, quá đẹp. Số 7 là ánh sáng soi sân khấu. Ui giời, các bác nhìn nhá. Đây ạ. 12W đủ nó sáng nào. Ui, không thể nào nhìn được các bạn. Em không thể nào nhìn vào thẳng vào mắt của đèn. Đây, như thế này thôi các bạn. Các bác nhìn nó soi sáng, tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời chưa? Ok chưa? Và tắt đi các bác nhìn này. Đấy, nó tối chưa? Này, soi đèn. Ui giời, các bác thấy không ạ? Đây các bác nhá, các bác cùng cảm nhận ạ. Và sẽ cùng tham khảo ạ. DTH8i1 đúng không ạ? Đây ạ, LED 54 bóng và 12W các bác nhá. Giá 1.600.000 một chiếc. Ok ạ. Và thưa các bác thân mến, một clip tuy hơi dài nhưng mà cũng rất là chi tiết và có ý nghĩa cho các bác của anh em là người đầu tiên và có phải người đầu tiên mua đèn và là lần đầu tiên mua đèn đúng không các bác, mà các bác chưa biết gì là trang tay trắng, chưa biết chỉnh, thì đây cũng là một cái bài chỉnh cho toàn thể các bác của anh em. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng thì các bác sẽ liên hệ cho em qua các số điện thoại ở trên tấm biển các bác nhé. Cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em nhận giao hàng trên toàn quốc ạ. Đây ạ, em gửi cho anh Thái Sang có địa chỉ tại chợ Long Biên, Bà Rịa Vũng Tàu. Và hôm nay em sẽ test liền một lúc hai chiếc vang D4 Pro cho hai cấu hình đây các bạn, hai cấu hình đây đúng không ạ, cho hai bác nữa. Ok, và em xin chào để các bác, hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.